Sáng 21 tháng 5 năm 2018, đoàn tàu Hải quân Ấn Độ do chuẩn đô đốc Dinesh Tripathi, tư lệnh hạm đội miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, cùng thủy thủ đoàn hơn 900 người đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng lần này gồm có tàu chở dầu In Shakti, tàu khu trục In Sayadri và tàu hộ tống In Kamota. Trong thời gian thăm Đà Nẵng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan một số địa điểm du lịch và giao lưu văn hóa thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và sinh viên Đại học Đà Nẵng. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tổ chức huấn luyện hàng hải song phương. Chuyến thăm của đoàn tàu hải quân Ấn Độ lần này là một phần của việc triển khai hoạt động của hạm đội Đông đến Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương, đồng thời chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội nói chung và hải quân hai nước Việt Nam Ấn Độ nói riêng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.